Hello và xin chào tất cả mọi người đến với kênh YouTube của mình. Rất là vui khi gặp mọi người trong video này. Và mọi người có thể thấy hiện tại bây giờ mình đang có một trận đấu có 2.6 này. Và đang có Shizu Ani ở đây, đang cầm một chiếc bị đai máu. Hiện tại mình đang chơi ở bên server BBE và đó chính là mùa 7 mọi người nhá. Ở mùa 7 thì chúng ta sẽ có rất là nhiều cái thứ mới lạ. Và mình sẽ là người sẽ cho các bạn một sự trải nghiệm thú vị nhất nha. Tường 8 vàng, con tường 8 vàng này kích hoạt một lúc 3 hệ mọi người ạ. Mỗi lúc 3 hệ nhá. Mình nói chung là anh em có thể tìm hiểu vài bữa nó sẽ là bản Việt sub, mình sẽ chơi bản Việt sub cho anh em xem. Rồi ok. Nó 2.7 này. Ok, gì đây? Leona 2 sao nào. Ngon nhờ. Ôi, ngon mọi ơi, round này thì mọi người cho mình, mọi người biết luôn nha, đó chính là hiện tại ấy, là ở cái lọ, ở cái hệ đó chính là hệ của người Leona ấy mọi người, là nó sẽ có giống như kiểu đột biến vậy, ở mỗi game thì nó sẽ random ra từng cái hệ khác nhau, và hiện tại bây giờ thì mình vừa check thấy thì nó là một cái hệ liên quan tới hải tặc mọi người nhá, Brightic, Zone này, ok, đây chính là hệ hải tặc mọi người nhá, đó. Thì sau mỗi round thì nó sẽ cho mình một rương. Và để mà kích hoạt được 8 hải tặc thì điều đấy cũng sẽ hơi vã đấy mọi người. Mọi người xem video ủng hộ cho mình, đăng ký kênh và like video mọi người nhá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ba chấm một rồi, xem là round lõi công nghệ tiếp theo mình nhận là sao lõi công nghệ gì đây. Xuất hiện đi Bly. Ui, một lõi kim cương này ạ. Và cái lõi mình đang nhìn thấy đó chính là một cái hệ hải tặc, một hệ Mirac Ground. Mình slay nó luôn mọi người nhá. Ok. Vậy là game này thì mình sẽ có thể kích hoạt được cho anh em xem về 7 ngoại binh mọi người ạ. À không, 7 hải tặc nha, 8 hải tặc chứ. Đây, chính là cái hòm đó. Con Nunu cũng thuộc về hệ này mọi người nhá. Nunu cũng thuộc về hệ này luôn. Đội hình là này thì nó chưa biết sub nên là mình chưa rõ lắm mọi người nhá. Thì mình cứ gọi nó tên là Mira đi. Mira thì đội hình này thì nó sẽ có gồm tướng như kiểu là Leona, Lulu, Zone và con tướng hệ rồng thần mọi người nhá. Và đặc biệt con tướng cuối cùng đó chính là con Yasuo, một vị tướng 5 vàng đang rất là hot ở đây. Anh em nào gặp thì đều big nó cả. Nó quá mạnh. Ok, bây giờ thì tiếp tục trận đấu mọi người nhá. Leona của mình thì hiện tại bây giờ là đang có trang bị đó chính là một cái giáp máu và một cái trang bị giáp gai rồi. Ok. Nào Senna ơi, quẩy đi bạn ơi. Doge rồi, né à. Con sen này nó khả năng né khá tốt mọi người nhá. Nếu bui cho nó kiểu bá giáp máu thì nó chịu chó chạy luôn. Ok, rồi mình win rồi. Mình đã cố gắng auto win để up cấp lên level 9 sớm mà kiếm một vị tướng 5 vàng 3 sao mọi người nhá. Đặc biệt đó chính là tìm kiếm kích hoạt luôn combo đó chính là 7 8 hải tặc mọi người ạ. Nó là thứ mình cần trong game này. Make
Ok, ra đi chợ bây giờ thì mình sẽ lấy hai cái rim à. Mất hai cái rim rồi, bỏ rồi. Hackerim à, Hebeling này. Bây giờ thì mình cần phải thêm tướng, đó chính là con còn một con đấy, mình nhắc một con rồng thần hệ Mirage. Cái này thì mình sẽ quả up level 10 lắm, up level 9 và kiếm một vị tướng kiểu là zone 3 sao nhé. Bởi đồ này là con Yasuo. Đồ này là con Yasuo, là con chốt hạ của đội hình mọi người ạ. Nó là một tướng nó bằng vào chốt hạ là cái mốc 8. Nào Bly ran tướng này đi nào Bly. Mưa. Hay quá mọi người, ra luôn rồi, tuyệt vời. Hay quá mọi người, 6 hải tặc rồi nhá. À nếu tính ra là 7 hải tặc luôn mọi người ạ, bởi vì con tướng này nó sẽ x3 hệ luôn. 7 hải tặc anh em ơi. Bây giờ cần con Yasuo thôi là đủ combo. 8 hải tặc để xem liệu 8 hải tặc nó sẽ nâng cấp cho mình, nó sẽ giúp cho mình được có những gì mọi người ạ. Ok luôn, round sau mình sẽ cho vào. Giờ mà có Yasuo xuất hiện thì đúng là tuyệt phẩm luôn nhờ. Không có gì để chê được luôn. Ui, có bộ full tăng chẳng Leona luôn. Yasuo. Một trăm máu à? Tục phu 100 máu là độc hành à? Lại cần hệ kỳ sĩ nữa à? Ông này đang chơi giống mình mọi người này. Ông này có khu đồ hiệu luôn, ngon quá. Chiều nữa combo đồ này mình sẽ cho con Yasuo cầm là đẹp. Leona trâu lắm bạn ơi. Đánh tới ngày mai không chết nha. Độc hành à? Ây da, được nhiều vàng phết anh em. Tầm 4 vàng nó tương đương với 5 ngoại binh mọi người. Này là tương đương với 5 ngoại binh này.
Ngoài trời đang mưa, mọi người đến hơi ồn nha, anh em thông cảm. Mưa to quá anh em ạ, hơi ồn, quá ồn luôn. Ồn quá, mưa. Lên nhàn đi, lên nhàn đi, chứ mình luận sau. Hát thôi luôn. Lâu lâu mới có một trận như này mọi người ạ. 100 tiết nào. Dưới đây đang có mình giao điện. Last. Ôi ôi, podcast hay quá. Con Senna phải đổi đi rồi, phải cho một tướng khác vào thôi. Có vẻ Senna cánh team không tốt mọi người ạ. Game manager anh em khỏe quá rồi. 72 vàng level 9 à. Hơi mệt đấy. Ui, không giết nổi ai luôn mà. Khỏe thế. Top 1 full 100 máu mọi người ơi. Đánh một đội hình gọi là như đây, đội hình như đây. 5 ngựa, 4 đấu sĩ, 1 gui. Ghê vậy. Dâu à, tại sao không ra ra xua? Không ra ra xua mọi người, đa ra này, mình phải giữ máu ấy. Mình phải mua tướng này đép giữ máu đấy. Ông nào cũng cầm ra xua trong người nữa rồi.
1.6. Bao nhiêu vàng nữa? 44 vàng mọi người ơi, sắp lên rồi. Mình sắp có thể sở hữu được con tướng, đó chính là con Yasuo rồi mọi người ạ. Ui, con cá chê này mọi người. Cá chê 3 sao, nhìn ghê vậy. Cá chê 3 sao nhìn xấu quá mọi người ạ, nhìn quá xấu luôn. Có 1 này. Vẫn full 100 máu. Chưa thay đổi cả Yasuo, cá chê. Golden Soil level mấy, level 8 à? Level 8 lên rồi, 20 máu sao? Anh em đội hình rất là chuẩn đấy mọi người, nhưng mà đội hình 8 mấy rồi mọi người này. Có cả con ấy luôn rồi. Ông ấy đang sở hữu cho mình một con 32 sao luôn. Hay quá, may sao con sen của mình nó vẫn bút ra được. Ra số quẩy ghê vậy. Thôi chấp nhận thôi, mình phải hai cầm này, cầm hai ra xua nào. Có anh nào cầm ra xua nữa không để mình có biết đường nào. Úp lên mà chín luôn nào. Yasuo của tôi đâu? Chán thật mọi người ạ, không ra luôn. Ai da, win free một game nữa. Không ra Yasuo các mọi người ạ. Toàn là tướng khác thôi, Yasuo anh bảo anh em cầm cũng được đâu đâu nhiều đâu mà mình không ra ta. Mình có gì đấy, Ryzen 3 sao à? 8 max gold. Ghê quá anh em ạ, đội hình đánh cớm quá. May sao mình nhiều máu có thể trụ được đến giờ á, chứ không để mình cút luôn rồi. Yasuo ơi, em đang ở đâu vậy? À, Yasuo không ra này thì chết tôi rồi. Top 1. Quá khỏe. Nhưng anh em chưa biết thì ở server BBE thì nó là một cái gì đó quá kinh khủng mọi người nhá. Nhiều anh em chưa giờ chơi server BBE nên chưa thể hiểu biết được là server BBE nó kinh khủng thế nào. Thì ở server BBE thì anh em phải có thể gặp toàn những kiểu là YouTuber và những thách như gọi là toàn quái vật thôi. Kể cả rank thách đấu NA hay là thách đấu Korean các kiểu Trung Quốc có tất cả ở đây luôn mọi người ạ. Rất là mệt mỏi nha. Không phải đơn giản khi mà chúng ta vào một trận đấu đâu. Như đây này, mấy ông này này cũng không phải là bình thường mọi người nhá. Nó là đánh rất căng thẳng và cực kỳ cạnh tranh luôn. Mình muốn kiếm con Yasuo mà không ra đây. Yasuo ơi, Bly, tao yêu mày mà. Ô
Tao yêu mày lắm Yasuo ơi, ra đi. Đây ok mọi người nhá, ra Yasuo rồi. Bây giờ mình sẽ có 8 hệ hải tặc mọi nhá, 8 hải tặc luôn. Và bây giờ mình đã có thêm Yasuo nữa, Warrior. Thêm một con Warrior nữa là đẹp luôn. Mình sẽ bỏ con Pyre ra là đẹp. Pyre 2 sao à? 3 sao giữ lại mọi người nhá. Yasuo chém đấy bạn. Ui cái đéo như vậy. What the fuck. Trời ơi con Golden Soi kìa. Ôi quái vật mọi người ạ. Mạnh thế. Sát thương cực kỳ lỗi luôn. Gì đây, cũng đây cô không? Ây à, được nhiều vàng hơn một chút này. Sonaka 2 sao à? Nunu này. Năm máu à? Năm máu, ông này đang có đội hình gì đây? Con Rai 3 sao, Odin Soi, Sozin. Yasuo chém một mạng rồi. Cố lên quả Yasuo, quả lên, quả lên. Sát thương của đội hình này còn là quá nhiều. Yasuo đã lock lên rồi nhưng mà không thể làm gì được mọi người ạ. Toàn mấy ông này toàn chơi đội hình mắt binh thôi. Mình chơi đội hình 80 Miracle thì nó hơi đuối. Game này chỉ cần xin được top 2 thôi, mình cũng cho anh em xem rồi. Bởi vì rất là khó ở chơi với server này. Không phải dễ dàng một chút nào cả. Yasuo này, Neko đi. Còn Neko không có à? Yasuo 2 sao cái, xem cái team rồi không? Rồi ok, Yasuo 2 mọi người ơi. Cười quá, đội hình quái vật thực sự luôn. Khiếp thật. Mình có hai con tăng trâu này mà vẫn không thể làm gì hơn được. Ủa cái vàng ta đâu? Uầy, game lag mọi người ạ, rất là vàng không ra rớt ra luôn. Tám hải tặc và luôn combo được thêm là 4 warrior. Yasuo cái tin đi canh sim. Ui. Sát thương là quá nhiều đến từ. Ui, sổ Yasuo kìa. Chém quả chất vậy. Quá nhiều súng chế. Chào mọi người, hẹn lại ở những video sau. Bye bye, tạm biệt. Quá mạnh.